Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Hoàng Điệp, là trainer trong lĩnh vực trade coin kiếm tiền số cũng như là việc bảo vệ tiền số 4.0. Chắc hẳn thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, các anh chị và các bạn ít nhiều cũng đã nghe đến những cái sự kiện ví dụ như là BKAV, họ có khả năng là mở khóa được cái công nghệ nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo của iPhone của Apple. Hay là cái việc là CEO của Facebook, đó là Mark Zuckerberg, gần đây đã phải là điều trần trước Quốc hội Mỹ về cái việc là Facebook họ đã bị để lộ mất là dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân của hơn 80 triệu người sử dụng, trong đó thậm chí có cả CEO của Facebook. Đây là cái trình duyệt cấp tốc, có cái nghi vấn là họ đã lén lút thu thập cái dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ cho Big Data. Và cụ thể hơn trong lĩnh vực là tiền số, trong lĩnh vực là ICO, là 1 triệu phú đô la ICO, Ian Balina gần đây đã bị là hacker đánh cắp toàn bộ số token và có giá trị là 2 triệu đô la trong khi mà ông ấy đang livestream trên kênh YouTube. Như vậy các anh chị và các bạn đã có thể là mường tượng ra một chút rằng tôi và anh chị và các bạn chúng ta đã đang và sẽ có khả năng trở thành nạn nhân của hacker, của việc tấn công không gian mạng. Không một ai có khả năng là nói chắc chắn rằng là sẽ an toàn, sẽ miễn nhiễm với việc tấn công trên không gian mạng. Nhẹ thì chúng ta có thể rằng là mất đi thông tin cá nhân, còn nặng đó chúng ta có thể là mất đi tiền, mất đi tài sản, thậm chí bằng một cách nào đó chúng ta có nguy cơ ảnh hưởng, có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của cá nhân và của người thân. Nó là một những cái điều thực tế trong cái không gian mạng hay là không gian ảo, ngày nay không còn ảo nữa, khi mà những cái hậu quả của nó là thực và vô cùng thực. Thậm chí cái hậu quả của nó sẽ ngày càng trở nên là khốc liệt với tốc độ kinh khủng hơn. Chính vậy rằng cái vấn đề đặt ra là cái việc bảo vệ được cá nhân chúng ta và người thân quen của chúng ta, hay bảo vệ không gian mạng nói chung, là một điều vô cùng quan trọng. Bằng cái kinh nghiệm, cái cá nhân của mình, bằng cái trải nghiệm cá nhân của mình, thậm chí là trải qua những cái việc là mất mát thực tế thực sự, tôi xây dựng nên cái concept bảo vệ tiền số 4.0 này với mục đích đó là giúp cho anh chị và các bạn có được những cái hiểu biết cơ bản nhất về cái việc bảo vệ tài sản số nói chung và tiền số nói riêng. Từ đó chúng ta có thể là xây dựng được những cái hàng rào bảo vệ cho cá nhân của bản thân mình và người thân quen, để giúp ích cho các anh chị và các bạn có thể bảo vệ được những cái đồng tiền, bảo vệ được những cái thông tin, bảo vệ được những cái tài sản mà mình vô cùng khó khăn mới có thể kiếm được. Và các anh chị các bạn có thể đăng ký cái link dưới video này để tham gia cái course học bảo vệ tiền số 4.0 Basic. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Xin chào.